Thưa quý vị, ông bà mình thường nói có câu đó, giúp người thì phải giúp ngặt chứ đừng có giúp nghèo. Nghĩa là chúng ta thấy một người nghèo khổ thì chúng ta muốn giúp thì chúng ta đừng có nên lấy tiền quăng vô mặt họ. Mình cũng đừng có nên giống như là mình cho người ta cái cần câu để người ta tự đi câu cá. Chứ mình đừng có đi ra chợ mua con cá về, mình đem về nhà mình đưa cho người ta ăn luôn. Như vậy là mình tạo vô tình mình sẽ tạo cho người ta cái tánh mà ỷ lại là không có nên. Và người anh ruột của tôi, cái anh Đồng Sơn đó, ảnh đã làm đúng theo lời của ông bà dặn. Ảnh tại vì mình than vãn với ảnh là dạ lúc này cũng buôn bán ế ẩm đó, thì ảnh mới nghĩ ra là thôi bây giờ anh sẽ giúp em tạo dựng một cái kênh riêng trên YouTube cho em. Anh đặt tên là Hoài Tâm Official. Và anh đã tạo cái kênh cho mình và anh đã bắt đầu đưa cho mình những cái thứ đồ nghề, là đưa cho mình cái cần câu đó. Đây, cái cần câu đầu tiên, đây là cái đồ để mà để cái iPhone lên đó, mình sẽ để lên vậy, rồi mình đi đâu mình sẽ cầm cái cần câu, cái cây này đó. Đây là cái cần câu để mình đi câu hình, có hình rồi mình mới câu like câu view đó. Đây anh nhạc sĩ Đồng Sơn, em qua nhà anh để anh chỉ cho em. Cảm ơn anh Đồng Sơn đã chỉ em cách kiếm tiền trên YouTube. Rất là amateur nha quý vị, em chưa biết gì hết. Đây, cái này là anh cho nha. Chứ em không có bỏ tiền ra đầu tư gì hết á. Dạ, cái này đồ của anh có sẵn hết. Đây, cái thứ nhì anh tặng em, đó là cái camera nhỏ nhỏ này. À, đã lắm nha. Có thể đi đâu đó quay mà không ai biết, mình quay luôn nha. Lén vô chỗ party nào đó, mấy người phải để ý với em. Có cái này đó, em sẽ quay lại tất cả những hình ảnh. Dạ. Đó, bí mật nha, cái này rất là hay. Đó, một cái này. Và phát cho mình thêm. Và một cái sợi dây nữa. Đây là sợi dây. Và cái lavalier để gắn vô đây. Để mà mình nói cho rõ hơn khi mình đi ra chỗ public thì cái tiếng của mình nó sẽ được nghe rất rõ, còn tiếng nhạc tạp âm ở bên ngoài nó sẽ được cản lại. Đó. Em đang ở nhà anh Đồng Sơn từ hồi trưa đến giờ để học hỏi cách quay như thế nào. Quay YouTube là phải quay ngang đó, rồi xong xuôi và phải thâu hình ảnh âm thanh như thế nào. Anh đã cho mình cái cần câu rồi, kể từ bây giờ thì mình sẽ chính thức làm nghề. Thì ông bà có câu nói rằng là trâu trậm uống nước đục, em hy vọng là em không uống nước đục. Quý vị thương em nhớ subscribe vô cái kênh Hoài Tâm Official cho em chỉ mong hy vọng là có thể uống được bô bà thôi, ly bô bà 5,5 đồng, nhưng mà của Phúc Long hình như là nghe tới 8 đồng rồi. Thôi cho em cái ly vừa vừa 6,5 đồng đi. Còn nếu mà bữa nào hên hên có thêm tô phở giống anh Đồng Sơn vậy cũng được lắm. Thank you anh Sơn nhé. Phở đâu, phở ăn cháo Ủa anh cháo à? Chết chà, dạ anh ăn cháo. Dạ. mà. Cháo. Ăn cháo. Dạ anh phở. Anh Sơn là một người đàn ông rất là tuyệt vời. Dạ anh không bao giờ dám ăn phở nha, chỉ ăn cơm, và không ăn cơm là anh chỉ có ăn cháo thôi chứ không có dám ăn phở. Dạ. Người đàn ông đàng hoàng, perfect man, family man. Cảm ơn cả nhà ủng hộ em. Và clip như vậy là chào hàng đủ rồi. Em đã có đầy đủ đồ dụng cụ hành nghề rồi. Ít chết cha còn thiếu. Anh Sơn, anh phải cho em cái đồ mà cái mouse để lên trên xe nữa Để mua, nha. ngày mai mua. Anh mua cái đó, anh tặng em luôn hả? Ừ. Rồi, dạ, anh Đồng Sơn tặng em luôn cái mouse để trên xe. Để mỗi ngày em phóng lên trên xe là em bấm vô em quay, em đi đâu em sẽ thông báo cho cả nhà biết. Ha. Đó, coi như là người anh này đã quá tuyệt vời, tặng em hết tất cả đồ đạc, coi như là investment, là coi như là em là như là tay không bắt cướp vậy đó. Dạ. Cái này giống như tay không bắt cướp thiệt luôn á. Em hình như em không có bỏ gì luôn á, em chỉ có bỏ công bỏ sức và cái hình ảnh của em thôi, và với một chút xíu sức lực đi ra ngoài đường thấy cái gì quay cái đó. Dạ, nhà em đang ở nhà Đồng Sơn, nhà cửa hơi bê bối tại em mới đi du lịch về đó quý vị. Dạ. Anh đi Thái Lan quay hình Paris Penang 136, xong xuôi anh phóng về Việt Nam chơi 2 tuần. Dạ hai vợ chồng anh chỉ là giờ chỉ có đi du lịch chơi thôi, con giờ lớn rồi, học đại học xong giờ nó đang học lên
bằng PhD lên cao nữa, cho nên hai anh chị giờ coi như là thoải mái, chỉ có ở không đi du lịch chơi và giúp đỡ những người cần giúp đỡ giống như em ha. Có khiếu làm YouTube lắm á, tại vì cái đầu tiên mà đã phóng đại rồi. À, phóng đại đâu có đâu, bây giờ phải học hỏi chứ. Còn bây giờ thật sự ra mấy anh chị đi trước là họ làm nhiều lắm rồi anh Sơn, bây giờ em đâu biết làm gì đâu, giờ anh phải chỉ em nha. Quý vị ơi, giúp em nha, ủng hộ em thiệt nhiều. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.